quét nhà, phải biết phụ giúp bố mẹ những cái việc rất nhỏ nhỏ. Và khi mà biết giặt áo quần thì cũng phải tự giặt áo quần, không để cho các người làm việc những việc đó, và thậm chí là phải nấu cơm hay là những cái việc gì đó mà đỡ đần cho ba mẹ, thì lại cũng phải sẽ giáo dục bé từ từ. Cái này sẽ tập cho các cháu biết làm mọi thứ. Biết làm mọi thứ. Mà nhất là con gái nữa. Đúng rồi. Bởi vì khi mà con gái mà đi ra ngoài một cái môi trường xã hội mà không biết được nhiều thì cái người thiệt thòi là các cháu, chứ không phải là mình thương các cháu là tốt. Chứ không phải là bố mẹ. Không phải là bố mẹ. Đúng và cho nên như vậy thì mình không giáo dục đủ cho các cháu thì sau này các cháu sẽ không có thành công nhiều trong cuộc sống. Dạ. Như vậy. Theo những cái thông tin mà anh Khoa được biết á, bên cạnh việc chị hoạt động về ca hát thì bây giờ chị làm thời trang thiếu nhi, và ông xã chị thì kinh doanh thương hiệu về sữa, về các sản phẩm dinh dưỡng dành cho em bé nữa, thì có phải là xuất phát từ việc mà từ khi anh chị có gia đình rồi có hai cháu thì bắt đầu hai vợ chồng mới kinh doanh những cái sản phẩm mà liên quan đến thiếu nhi không ạ? Cũng có phần đúng. Thực sự ra mà nói thì có lẽ là bố mẹ nào cũng vậy, khi mà làm cha làm mẹ thì người ta cũng nghĩ làm những cái gì tốt nhất cho con mình, và bên cạnh những cái gì tốt nhất cho con mình rồi còn có thể phát triển rộng ra làm tốt nhất cho những cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ tương lai, những cái đứa bé. Chính vì vậy cho nên là những cái sản phẩm của gia đình Lệ thì hầu hết là để tạo lên một cái môi trường, một cái cuộc sống, một cái điều kiện vật chất nó tốt hơn cho các bé. Ví dụ như là thời trang thì làm cho các bé đẹp hơn chẳng hạn, nhưng mà sữa thì sữa của Đức là một cái dòng sữa mà để cho rằng là gần như là số 1 thế giới về cái đảm bảo chất lượng, rất là chất lượng. Và khi mà uống sữa đó thì mình chắc chắn rằng con mình sẽ có một cái sự phát triển rất là tốt. Khi mà có dịp ngồi trò chuyện với chị, cho dù ở thời điểm nào cũng vậy, có những cái năm tháng mà lúc đó anh Khoa chưa vào nghề và cũng còn cả đi học nữa, chị say sưa với cái niềm đam mê với những cái lời ca tiếng hát của mình để tạo dựng hình ảnh và được cái thương hiệu Mỹ Lệ như ngày hôm nay. Rồi những cái thời điểm mà chị say sưa với những cái dòng nhạc như là lúc chị làm R&B, chị là người làm R&B đầu tiên một cái album theo concept đúng không ạ? Với Võ Thiện Thanh là anh Khoa nhớ là Cho Nhau Một Nụ Cười. Rồi sau đó lại say sưa và mê đắm với World Music trong Mỹ Nhân Ngư nữa. Thế thì bây giờ dường như nhìn thấy Mỹ Lệ, người ta nghĩ là sẽ khó để có thể thấy được một cái thời điểm nào mà chị lại say đắm với những cái mà chị phải làm khán giả chờ đợi và thỏa lòng với chị. Anh Khoa nói cũng có phần đúng, bởi vì lúc đó thì Lệ đã xác định với mình rằng là mình chỉ sẽ tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. Lúc đó thì là khác đúng không ạ? Và khi đó thì là tình cảm hay gia đình đối với Lệ là không phải là mục đích trong cái thời điểm đó. Chính vì những cái lúc đó mà mình có cái sự thoải mái như vậy, mà mình có những cái sản phẩm mà như Khoa nói là nó cũng đã có một cái dấu ấn nhất định đối với các bạn, đối với cả bản thân Lệ bây giờ và cũng đối với những cái thế hệ ca sĩ sau này, những bạn làm nghề, bạn làm nghề nữa, thì đó cũng là một cái may mắn của Lệ. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Lệ cũng chưa chắc rằng là mình có còn được trở lại với một cái thời điểm như vậy hay không. Bởi vì cũng còn nhiều cái trong cuộc sống, ví dụ như là gia đình một phần chi phối, và cái nhãn hàng thời trang cũng là một phần chi phối khác. Nhưng mà cũng không dám nói như vậy. Thực sự ra mà nói thì âm nhạc là cái hơi thở là cái cuộc sống của Lệ rồi. Chưa biết chừng một cái ngày nào đó mình lại cảm thấy cảm xúc nó dâng tràn và nhiều cái nữa thì Lệ vẫn có thể sống lại với những cái thở như ngày xưa. Sẽ theo cảm xúc. Sẽ theo cảm xúc. Và Lệ vẫn xác định rằng âm nhạc vẫn là đi theo mình suốt cuộc đời. Chứ không phải là sẽ chia tay trong một ngày nào đó đâu mà Khoa và không các phải. Bạn lo. Nó là những cái nốt giống như những cái nốt nhạc có thăng có trầm. Đúng không ạ? Có thăng có trầm. Và thời điểm bây giờ thì nó đúng là trầm chứ không phải là thăng. Tại vì mình trầm thì mới có những cái bạn trẻ khác thăng lên được chứ. Có những cái thời điểm phải biết làm cho thị trường có những cái màu sắc khác nhau đúng không ạ? Đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nếu như mà Lệ có trở lại với một cái gì đó mà như Khoa nói là một cái tiên phong, thì có thể sẽ là một cái tiên phong về nhạc cổ điển chẳng hạn. Và có thể là tiên phong về một cái dòng nhạc mà ở Việt Nam ít biết như là blue jazz chẳng hạn. Blue jazz. Chứ còn giờ bây giờ R&B thì các bạn bây giờ cũng đã nối gót làm rất nhiều rồi. Thấy không? Đó thì... Nhưng mà Lệ chắc chắn rằng một cái sản phẩm của mình sẽ là một cái mà không ai làm. Chưa ai làm. L'amour est un azur bel que nul ne peut
60, họ vẫn đứng trên sân khấu, vẫn tỏa sáng, vẫn được khán giả đón chờ mỗi giây phút họ xuất hiện, như là Tina Turner, như là Madonna, rất là nhiều. Và chị có nghĩ được đến một cái ngày mình vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình và vẫn đứng trên sân khấu, một cái điều mà khó ai nghĩ là các nghệ sĩ Việt Nam sẽ làm được điều đó đến một cái thời điểm nào đó? Thực lòng mà nói thì để thấy cũng hơi khó đối với những nghệ sĩ Việt Nam. Bởi vì cái nền showbiz của Việt Nam nó rất thiếu chuyên nghiệp. Nó rất là thiếu chuyên nghiệp, thậm chí là gọi là không chuyên nghiệp. Và bây giờ mọi người cũng đang có manh nha, cũng có những cái những cái công ty chuyên đà lăng xê đào tạo ca sĩ. Yeah. Nhưng mà cũng trên cái bước đường là tìm hiểu và thích nghi với cái đời sống âm nhạc của Việt Nam thôi. Cho nên để mà nói một ca sĩ có thể giữ vững cái hình ảnh, cái thương hiệu và cái độ hot của mình từ lúc trẻ cho đến lúc già ở Việt Nam là một cái điều mà lại cho rằng nó cũng là tương đối là khó. Tương đối là khó. Không dễ dàng như ở nước ngoài. Nhưng mà cho đến mãi đến bây giờ thì trừ những cái lớp ca sĩ bản lề rất là hâm